Hello anh em, chào các bạn quay trở lại với kênh của Rock F2P nha. Và hôm nay thì mình đang có mặt ở Kingdom 2685, một Kingdom thuần Việt. Và chúng ta sẽ cùng đi xem quả nick đang cầm kinh của 2685 có gì thú vị nha mọi người. Và quả nick được lên TV ngày hôm nay của chúng ta có cái tên đó là Edward Nguyễn nha. Vâng, mình đã thấy cắm chỉ dấu lên đầu rồi, lại 2685 chào Rock F2P, Kingdom thuần Việt nên là không có cần welcome củng gì các bạn. Hiện tại thì quả nick của chúng ta đang là VIP 17, 2.545.000 điểm VIP với số ngày đăng nhập liên tục là 211 ngày. Với số lượng điểm VIP như thế này thì anh em dự là đã nạp bao nhiêu? Con số mình đưa ra dự đoán có lẽ là nó phải lên đến hàng ở vài trăm triệu, không biết là có lên đến một tỏi không? Nhưng mà cái này mình cũng khó đoán lắm anh em. Đó, nói chung là có mùi tiền các bạn, vừa bước vào một cái là ngửi thấy mùi sầu sang ở đây rồi. Thống đốc này thì có ID đó là 12093544. Sức mạnh hiện tại đang là 73.784.000 rồi. Và điểm tiêu diệt ở đây chúng ta có là 1.216.000 điểm. Tuy là chỉ số cũng như tiền nong có vẻ là khủng khiếp, nhưng mà cái huy chương Olympia của anh này cũng chỉ là nhà vô địch Olympia một năm bàn thạch kiên cố 3 thôi mọi người. Hay cái tên thân thương Việt Nam người ta gọi là rank đá đấy, nó còn thấp hơn cả rank sắt nữa các bạn. Và sức mạnh tối đa 73.000.000, chết 4.000.000 lính, thu thập tài nguyên 2.000.000 cũng như là hỗ trợ tài nguyên đã là 1.300.000 rồi. Trợ giúp liên minh thì hơi ít một chút, chỉ có 21.000 lần thôi. Về mục đội quân hiện tại đang có tổng số đơn vị quân đó là 2.908.000 với hơn 900.000 T5 bộ binh, 877.000 T5 kỵ binh cũng như là 229.000 T5 cung. Ngoài ra thì cái nick của chúng ta cũng đang còn khá là nhiều T4 và dưới này cũng có rất là nhiều T2 cũng như là T1 luôn. Xe T1 thì sử dụng để đi farm, để nếu mà các bạn có bị móc mỏ thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Trong khi đó thì những đơn vị lính T2 sẽ giúp các bạn làm những cái nhiệm vụ hàng ngày nó dễ dàng hơn những khi mà game nó có sự kiện luyện lính. Rồi và bên ngoài thì các bạn có thể thấy là đang có cái thành tựu ở đây, đó là trụ cột vững chắc nha, và đang cầm kinh của 2685 luôn. Đang sử dụng là một cái nhà thiên đỉnh kỵ binh. Còn đây là phía bên trong thành phố, đó, bước vào một cái chúng ta lại tiếp tục ngửi thấy mùi tiền phảng phất đâu đây. Những con đường dát vàng lấp la lấp lánh cùng với hai cái trái tim ở chỗ này. Nếu các bạn không biết thì 2685 họ cũng có một cái chế độ chơi rất là hay, gọi là chế độ chơi gọi là cướp dâu các bạn, đấy, đám cưới. Mình cũng không biết chế độ là như nào, tuy nhiên nếu mà anh em muốn trải nghiệm thì có thể liên hệ thử 2685 để về KVK3 trải nghiệm cho mọi người. Tôi nghe hấp dẫn đấy, bởi vì cướp dâu chắc là phải có gái rồi. Được. Hiện tại skin nhà đang là 10 trên 78 skin nhà nhá anh em. Và đang sử dụng đó là cái nhà tiếng gọi Vĩnh Hằng. Ở đây thì không có nhà KVK1, có nhà quốc dân, hoa sen ẩn giật. Còn lại thì hết rồi. Nick mới mà anh em, nick mới là đầu tư đến tầm này lấy nhà cam rất là khó. Và bạn chịu đầu tư tận KVK3 là mình thấy là cũng rất là đáng chơi đấy anh em. Rồi cùng bước ngay vào mục chỉ huy. Đập vào mắt mình lần đầu tiên chúng ta có ở đây là một con CM phiên bản dành cho người giàu. Gần đây chúng ta đi review mấy cái nick F2P với không nạp tiền thì tầm này CM các bạn chắc chỉ đâu đó tầm 5111 thôi. Ông nào mà hên chút thì 5511 đó, chứ còn max skill như thế này thì chỉ có thể là boss thôi các bạn. Và con CM phiên bản dắt vàng này hiện tại sử dụng cho mình đó là 5 mon cap kết hợp với một cái giày CO có talent và đã có biểu trưng luôn. Cùng kiểm tra số lượng chọc vàng đã sử dụng vào con CM này thì chúng ta có ở đây đó là 234 chọc vàng đã dồn vào để max skill CM. Và đứng cạnh bên CM phiên bản dát vàng chúng ta cũng có hơi thở của tiền thức thứ nhất Minamoto no Yoshitsune. Hôm nay thì có nhiều bạn góp ý cho mình về cái đọc tiếng Nhật nên là mình cũng đã học một khóa tiếng Nhật cấp tốc rồi. Yoshitsune, hy vọng là đúng. Ở đây thì bạn cũng sử dụng cho mình đó là full một set tím từ đầu đến chân và có một cái phụ kiện người giàu VIP 16. Cái này thì không thể nào có ta lần được. Tiếp đó chúng ta có Saladin phiên bản, tiếp tục là Saladin phiên bản dắt vàng các bạn. Vàng từ đầu đến chân, tuy nhiên thì vàng này nó lại hơi trắng khi mà ngọc trinh từ đầu đến đít luôn. Đó, và ở đây thì Saladin cũng chỉ là 5552 thôi chứ quyết định là không có đầu tư mắc. Chúng ta có ở đây đó là Alexander đại đế cũng đã 5554 rồi. Tầm này thì hình như là chưa có Edward với lại Tom Mirit đâu. Hơi thở của tiền thức thứ hai phiên bản thả voi. Chúng ta có là Hannibal Baksa. Và một điều đặc biệt của Hannibal Baksa mà hôm trước thì mình cũng bắt đầu mình mới để ý. Đó là con này khi mà các bạn max skill thì các bạn sẽ gây sát thương lan 3 mục tiêu nha. Thật sự là cũng gần đây mình mới biết đấy, chứ là lâu nay con này mình cũng ít gặp trên Open Field lắm. Chúng ta có ở đây là con Constantine 5533 này. Ok nha. Ethel Flash 5555 max skill mới đúng chứ. Đọc 5555 chi cho dài trời. Mẹt mét max skill, wow. Nick này có mẹt mét mắt ở giai đoạn KVK3 các bạn.
và sử dụng 202 trọng vàng và Mekmet. Nhưng mà ở đây thì bạn có tới là 488 tượng Mekmet rồi. Như vậy là nạp gói ngày Mekmet là chắc chắn rồi nha các bạn. Không thể nào mà có chuyện mở chìa vàng nó nhiều Mekmet như vậy được. Có Tào Tháo Max Q luôn. Uầy, vẫn nick rất là nhiều tướng ca Max. 585 tượng Tào Tháo, gói ngày Tào Tháo thẳng tiến rồi. Có Di Song Di Max Q này. Ở tầm này mà Max tướng nhiều như mấy ông Trinh Phạt vậy, mỗi tội là tướng thì đa số là tướng mới. Đó, những cái tướng ở thế hệ đầu. Chúng ta có dưới này là tướng tím, tầm này chắc mình không xem tướng tím đâu nhỉ. Mộc Lan 5511 này. Ở đây có nâng được kỹ năng mình sẽ nâng luôn. Nếu mà hên thì sẽ vào chiêu này các bạn. Ở đây còn dư 563 chọc vàng. Wow. Tôi nâng luôn các bạn, tại đằng nào chả phải nâng để có làm gì đâu đúng không? Nâng luôn. Rồi. Không thấy gì hết. Rồi, chúng ta ở đây chúng ta có Sơn Đế Ốc này, 552. Cleopatra 5521, Ishida 325, Khan Béo 5231, Richard 3111, như vậy là quyết định không sử dụng Richard ở quả nick của chúng ta. El Cid 5115, uầy, mức skill đỉnh đấy. 5115 đỉnh thật sự ạ. Có Siza 541 này, Ferdic 512. Như vậy là cái nick của chúng ta đánh toàn tướng cam từ đầu game luôn. Khi mà các bạn có thể thấy là ở những con tướng tím này thậm chí còn chưa cấp 60 nữa. Còn đây thì bạn đã có tới là 2, 4, 5, đó, 7 con tướng cam map ở số ngày đăng nhập 200 ngày. Chưa kể hai con này thì cũng tính là gần max đi. Nói chung là tầm này mình nghĩ là phải 9 con cam max đấy các bạn. Rất là nhiều nha. Thậm chí là nếu dùng hết chọc vàng phải được 10 con cam max ở cái số ngày đăng nhập liên tục là 200 ngày. Như vậy là cứ trung bình 20 ngày thì còn nick Edward Nguyễn của chúng ta sẽ max được thêm một con tướng cam. Uầy, thật là đáng sợ. Tự nhiên là cũng tính cả hai cái hơi thở của tiền vào rồi. Đây là trong mục tài nguyên ở ngoài, nếu các bạn quan sát ở trên góc phải màn hình các bạn có thể thấy là cái nick của chúng ta vẫn còn hơn 200.000 game nữa. Còn ở trong túi đồ chúng ta vẫn đang còn đây là tài nguyên. Đó, lượng tài nguyên này thì cũng mang lại cho mình một cảm giác gì đó thân thuộc khi mà khá là giống túi đồ của những cái nick đang ở mùa chinh phạt. Dù sao đấy chỉ là một nick mới thôi nha anh em, mới chỉ 200 ngày thôi, tức là khoảng đâu đó gần 7 tháng chơi game ấy. Nick này có lẽ là chơi game khoảng tầm đầu năm nay khi mà game nó mới về Việt Nam. Ở mục tăng tốc chúng ta có đây là tăng tốc xây dựng này. Mình nghĩ là tầm này bạn cũng mắc công trình rồi. Tăng tốc huấn luyện, tăng tốc nghiên cứu. Chúng ta sẽ nhìn vào mục tăng tốc chung là chủ yếu. Tăng tốc chung tầm này thì không nhiều lắm anh em. Thật sự tăng tốc chung như thế này mình thấy là không nhiều lắm. Đối với những nick cũ, chứ nick mới có nhiều vãi nồi. Mục tăng mạnh. Rồi, kho dự trữ. Mở rộng đội quân. Mục tăng mạnh này thì thường mình chỉ soi mở rộng đội quân thôi các bạn. Còn lại những cái vật phẩm này thì nó nhiều vô kể. Cái nick của mình dưới cả nghìn cái. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể soi vào cái chỗ kho dự trữ này cũng được. Nhưng mà cái vấn đề kho dự trữ này thì đa số dùng cho những ông mà cướp top phút cuối thôi. Còn đây chúng ta có ở mục thiết bị này. Mục thiết bị đây chúng ta có 41 cái rương vật liệu thường. Rương vật liệu cam 2 cái. Đồ cam nick này rất là nhiều nha. 2 món này, 6 món này, 10 món này, 14 món cam. Tuy là nào cũng nhiều đấy, con số phải lên hàng trăm củ. Nhưng mà hiện tại bạn cũng chỉ nổ được đúng một cái giày CO thôi. Ít ra nổ còn hơn không. Và bạn biểu trưng luôn. Dưới này chúng ta có là set tím farm này. Chỉ được một set thôi, do chỉ có một cái áo tím farm ở đây. Ở đây có một cái nón kỵ. Có vẻ như là set tím bộ với lại set tím kỵ. Trang sức này. Dưới này là mảnh bản vẽ cũng như là những cái vật liệu mà bạn chưa dùng tới. Mục khác. Ở đây chúng ta có là ba cái rương kho báu của nữ anh hùng huyền thoại, tức là rương Mộc Lan, mình sẽ mở luôn. Một tượng Mộc Lan. Ôi, này tay thối thế nhở. AP này các bạn. Đây là lượng AP của nick này của chúng ta, chìa khóa vàng cũng hết rồi. Rồi chọc vàng dư 563 chọc, lúc nãy các bạn cũng đã thấy. Đây bạn đã có là 583 cái xu kỷ niệm, rất là nhiều xu nha. Có lẽ là cũng chơi cái event tung tích sa mạc rồi, chứ tầm này sao mà nhiều xu thế được nhỉ. Rồi dưới này chúng ta có gì đây? Hết rồi anh em. Cùng xem qua một chút về cụm Kingdom 2685. Thì theo như lời giới thiệu của bạn chủ đích ấy, thì Kingdom 2685 thì đã win KVK1. Đấy, KVK2 thì lỗi nhập cư. Còn KVK3 thì sẽ đánh sit thấp và sẽ có team để bay về. Các bạn nào mà muốn về 2685 đánh KVK3 thì tầm này liệu có về được không nhỉ? Không, tầm này là anh em không về được nữa rồi anh em. Đó, tầm này thì 2685 chỉ có vào KVK3 thôi. Nhưng mà hết KVK3 các bạn có thể về. Đã xác định đánh sit thấp thì khả năng là cũng giống với Kingdom mình đang chơi anh em. Đó, mục xếp hạng này, sức mạnh liên minh thì chỉ có một liên minh, đó là 4 tỷ thôi. Liên minh top 2, 2 tỷ rưỡi, liên minh top 3, 2 tỷ tư, liên minh top 4, 1 tỷ 3. Đó, tuy gọi là 4 liên minh đó nhưng mà mình nghĩ là chỉ có liên minh top 1 là chính, còn mấy cái liên minh này chắc là kiểu mấy cái ông yếu yếu ấy. Ở sức mạnh cá nhân này, top 1 hiện tại đang là 106 triệu pound. ID 11376179 cũng là một ID khá là mới nha.
chúng ta có ở đây là Pride. Đấy, nick này thì được quảng cáo là nick bot gốc của Kingdom này. Vâng, tiêu diệt 2 tỷ 6 rất là cao các bạn. Sức mạnh 102 triệu. Đó, top 3 Alexandra. Chúng ta có ở đây là sức mạnh 101 triệu, Q 1 tỷ. Ba con sói vãi cả nồi tên. Q 2 tỷ 6 rất là cao. Quả ID này ấy thì tuy là ID đầu 1 nhưng mà là ID thứ 10 triệu cho các bạn. Tức là đây là một quả nick cũng thuộc dạng khá là cổ đấy. Nick này thì chơi game chắc phải tầm khoảng 1.200 ngày rồi các bạn. Tuy là Kingdom Việt Nam nhưng mình thấy cũng có rất là nhiều tên nước ngoài nha anh em. Kỹ năng liên minh này, hiện tại bước vào KVK3 thì cái liên minh 85LM này đang có cái điểm tiêu diệt là 22 tỷ 6 rồi. Top 2 7 tỷ 9 và top 3 đó là 4 tỷ 6. Cùng xem về mục liên minh. Hiện tại thì quà liên minh cũng là cấp 23 rồi. Cấp 23 là thực ra cũng có nạp tiền đấy anh em. Đó không phải là quá cao nhưng mà bước vào KVK3 với quà 23 là mình nghĩ là cũng có rương vàng để anh em hit. Thực ra một trong những cái điều mà mình cực kỳ thích ở những Kingdom Seed thấp mà có rương vàng này các bạn sướng lắm. Ngày hit rương vàng, tối farm game, đó không lo thiếu cái gì luôn. Quá tuyệt vời. Các bạn mà sống trong những Kingdom như thế này mà boss cứ nạp rương nuôi đều đều là cũng kiểu phê phết lên VIP khá nhanh. Lại còn dễ ăn những cái sự kiện 20 chọc nữa. Và mình sẽ cùng xem là cái nick của chúng ta sử dụng những cái đạo nào. Trước hết là xem trong cái hoàng hôn hẻm núi đi để xem bạn đép như thế nào. Hiện tại là top 24 với lại 2 triệu 5 cái điểm sức mạnh ở trong cái hoàng hôn hẻm núi này. Phòng thủ thì cái nick của chúng ta sẽ cùng xem là đang sử dụng những cái đạo nào đây. Đang sử dụng đầu tiên đó là Sala AE, CMG, Constantine Mộc Lan này đứng trong góc. Cái này khá là phí nha anh em. Constantine Mộc Lan nó là cặp tăng ấy, các bạn cứ để con này chết trước cũng được. Mình nghĩ là mạnh dạn xếp nó lên đây luôn thì ok hơn. Đó, chúng ta có ở đây đó là Mina Cao Cao xếp ở góc. Đó, và trên này là Alex Mehmet đứng offlane. Này thì cũng ok anh em. Nói chung là các bạn hay xếp Constantine đứng trong góc để búp cho lâu ấy. Thực ra Constantine anh em cứ cho nó lên đầu nó chết trước cũng được không sao. Các bạn cho đứng dưới này này, nó cũng chết sau đấy, nó không chết đầu đâu. Nhưng mà nó búp cũng được nhiều lắm. Xem qua một chút về bục gói nạp nha anh em. Tại vì nick bot mà chúng ta cùng xem. Ở đây, mua hết tất cả gói game này. Kho cung cấp game tháng nhưng mà không mua gói 7 ngày vật liệu. Thực ra cũng là một cái lời nhắn đến cho anh em, đó là nếu mà anh em mà đã là những người chơi nạp tiền từ nạp ít trở lên ấy thì mình nghĩ là các bạn nên nạp cái gói 7 ngày vật liệu này. Gói 7 ngày vật liệu này nó sẽ cung cấp cho các bạn một lượng vật liệu rất là ngon, chỉ thua so với một số gói cực kỳ ngon, những gói pop up 4 nguyên liệu cam lúc đầu ấy thì nó mới thua thôi, chứ còn gói này nhìn chung rất là ổn nhá. Tuy nhiên thì các bạn phải mất nhiều thời gian mới tích được nguyên liệu. Chúng ta có gói giá trị này, hôm nay thì mới chỉ mua gói cưỡi gió đuổi trăng. Phúc Lạc Anh Trang là gói rẻ rẻ này. Rồi, ưu đãi đặc biệt hàng ngày đã mua. Gói tài nguyên đặc biệt chưa mua. Ok, hết rồi anh em. Rồi, ở đây mình sẽ kiếm qua man thợ để test thử xem quả nick của chúng ta đã đánh những cái đạo quân nào ở giai đoạn KVK 1 cũng như KVK 2 cho các bạn. Quân mới này. Đạo thứ nhất, Mina Cao Cao. Đạo thứ hai, Sala AE. Đạo thứ ba, CMG. Đạo thứ tư, Alex Mehmet. Và đạo thứ năm là Haniba AE. Wow, phải nói thật các bạn luôn là mình khá là ấn tượng khi mà có thể đánh lên tới gọi là 5 đạo lính full cam ở ngay giai đoạn KVK3. Thực ra cái dàn tướng này có lẽ là bạn đánh được từ KVK2 rồi chứ không phải KVK3 đâu. Khá là hiếm nha. Tuy nhiên ở đây thì cái cặp mic chút mình thấy bạn chỉ cầm có 2 loại lính thôi. Tốt nhất là chúng ta nên cầm 3 loại lính nha các bạn. Các bạn nên cầm 3 loại lính. Về cái tỷ lệ thì các bạn có thể căn lại cho nó hợp lý, nhưng mà nên cầm 3 loại lính thay vì chỉ cầm 2 loại lính như thế này. Tại vì mấy con này nó đều yêu cầu các bạn cầm 3 loại lính vào. Ok, như vậy là video review về quả nick Edward Nguyễn King của Kingdom 2685 của mình đến đây là kết thúc rồi. Và 2685 sẽ bước vào KVK3 dưới cái góc nhìn là một Kingdom seed thấp nha mọi người. Và khi mà kết thúc KVK3 thì có khả năng là cũng đánh map chinh phạt theo seed thấp luôn. Nên là những bạn nào mà có dự định là muốn về Kingdom seed thấp mà lại có bot nạp rương, farm game thoải mái, có cả vụ cướp dâu nhưng mà mình không biết là có gái không vào cướp. Nhưng mà ok, cướp trai cũng được vào đúng không các bạn? Và nếu các bạn muốn theo dõi nhiều hơn những video tương tự về nội dung review account từ Game Right Kingdom thì đừng quên ấn like cũng như bình luận ở phía bên dưới để nêu lên cảm nghĩ của các bạn, để mình có động lực cũng như những chỉnh sửa trong những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.